Alright, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiện tử là Phong đây Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một dự án mang tên là Crypto All Star nha anh chị nhé Và đây là dự án mà nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái giá trị dành cho những cái meme con khác nhau ở trên thị trường Từ như là c com này hay là BB Và rất là nhiều những dự án khác thì đều có thể là có sự góp mặt đối với lại dự án Crypto All Star này nha anh chị nhé Và trước khi chúng ta tìm hiểu về những cái thông tin là dự án này nó có tính năng gì hay Và liệu nó có đáng đầu tư hay không Thì anh chị lưu ý đây là một video quảng cáo Và khi anh chị đầu tư Thì anh chị cần phải cân nhắc thật là kỹ Và chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình nha anh chị nhé. Thì hiện tại thì họ cũng đang bán resale nha anh chị Hiện tại họ đang bán cái token uh, Dành cho cái uh, dự án crypto Star này á, Với cái token mang tên là Star Và họ sẽ có những cái đợt tăng giá tiếp theo Những cái vòng mua tăng giá tiếp theo nha anh chị ở Trong thời gian tới Và hiện giờ thì họ đang try được cái khoản vốn là 483.000 đô một con số cũng tương đối là ổn anh chị, dự án này cũng mới chạy gần đây thôi. Và cái mục tiêu của họ target ở trong những cái vòng lần này á, là khoảng 596.000 đô. Nhưng mà em nghĩ rằng là thời gian tới thì họ sẽ vẫn sẽ tăng cái mức này lên một triệu đô, 2 triệu đô. Vẫn có thể là xảy ra hoặc là có thể là hơn như thế nữa anh chị ha. À, để mà họ có thể là bán được cái lượng cần tốt và cũng như là huy động được một cái lượng vốn ok. Để mà tạo ra những cái sản phẩm và cũng như là listing cái đồng này. Và hiện giờ thì nếu anh chị mua thì nó sẽ có giá là một star à, bằng 0.0001385 đô la nha anh chị. À, và đây là con số hiện tại và sau 2 tiếng nữa. Từ lúc em làm video này thì nó sẽ tiếp tục tăng giá, tăng giá dần lên. Và anh chị có thể là mua uh, thông qua ETH với DT, hoặc là thẻ tín dụng đều được. Uh, tùy vào cái quyết định mà anh chị muốn mua nhé. Và về cái thông tin của dự án này, nó có cái tính năng gì đặc biệt mà lúc đầu, uh, lúc đầu em nói với anh chị á, là có cái tính năng gì đặc biệt đúng không? ạ Thì nó là cái nơi tụ họp những đồng meme con khác và anh chị hoàn toàn có thể là stacking và earning được ở trong cái hệ thống của dự án crypto on này nha anh chị nha và nó có cái tên gọi là meme vote meme vote nha anh chị meme vote anh chị và nó là một cái stacking protocol à, một cái ứng dụng để anh chị có thể là stacking vào và anh chị có thể là earn được cái đồng style Token này À, bằng cách là anh chị stacking rất là nhiều những cái đồng à, token khác như là dot như là C3 hay là bb anh chị mang vào đây anh chị stacking thì anh chị sẽ nhận được lãi của star token nha anh chị nha đó đó là cái mà dự án này nó sẽ thu hút được à, rất là nhiều cái lượng vốn đầu tư ở sau này và hiện tại thì khi mà họ đang bán resale này thì họ cũng đã có những cái thông tin thì ở thời điểm này thì anh chị cũng có thể là tìm hiểu sơ qua những cái thông tin thì tóm lại là những cái nhà đầu tư meme coin ở trên thị trường ở trên toàn thế giới luôn thì đều có thể là mang cái đồng meme coin của họ lên trên cái hệ thống của crypto onstar này để mà anh chị có thể stacking nó giống như người ta kêu là À, người ta kê giống như là một cái dù vậy anh chị à, như một cái dù ha và khi mà anh chị đổ cái lượng token đó vào thì anh chị sẽ nhận được những cái điểm khuyến khích và những cái phần quà bằng token star anh chị ha? token uh, của uh, dự án này luôn á. đó thì đây là cái cách nó hoạt động rồi nó cũng có những cái như là bảo mật nè anh chị nè thì anh chị có thể là đọc và tìm hiểu sâu hơn về những cái phần quà thì thì khi mà anh chị mua cái đồng token star á, Và anh chị nắm giữ á, thì khi anh chị stacking những cái đồng token khác thì anh chị cũng sẽ nhận được lại rất là nhiều ha và hiện giờ hiện giờ đối với dự án này cũng đang có cái phần stacking ở trên này khi anh chị mua token thì anh chị có thể là stacking với cái lãi lên đến là 3.276% à, vì là dự án này nó đang bán resale thì anh chị nào mà mua thì anh chị cũng có thể là stacking được nha anh chị nha để nhận thêm nhiều cái token hơn và khi à, mà chúng ta đã có những cái thông tin đó rồi thì chúng ta thấy rằng là dự án này nó cũng khá là đáng để chúng ta quan tâm đúng không anh chị vì nó có một cái cơ chế mở để giúp cho tất cả những cái dự án mình con khác vào đây để stacking và sinh trưởng được một cái hệ sinh thái nha anh chị nha à, đó là cái mà họ đang mục tiêu là mua hướng đến rồi tiếp đến là cái lộ trình dự án này thì resale là họ đang bán ở thời điểm hiện tại nè anh chị có thể là kéo lên trên và anh chị có thể là mua ở à, thì anh chị có thể là mua sớm cái đồng token này ở trong cái thời điểm mà đang được marketing rất là rầm rộ ha anh chị ha đó và trước khi cái dự án về meme vote và cũng như là ecosystem của nó chạy nữa thì nó sẽ tạo ra được cái sự fomo dành cho dự án này rất là lớn rồi ở giai đoạn hai thì họ sẽ listing cái đồng token star này nha thì thì lúc đó là anh chị có thể là mang lên bán hoặc là có thể là mua uh, bằng cái token mà họ sẽ ra mắt ở trong thời gian tới. Và đến cái thứ ba là cái sản phẩm chính của họ thì họ sẽ ra mắt ở giai đoạn 3. Thì đối với giai đoạn 3 này thì anh chị có thể là mang được tất cả những cái lượng token meme con khác nhau ở trên thị trường mang vào hệ thống này stack và earn được lãi style token luôn đó là cái họ đang hướng đến nha anh chị đó thì đây là cái lộ trình của họ thì nó cũng khá đơn giản và cơ bản thôi anh chị bán này xong rồi listing và sau đó là ra sản phẩm rồi về tokenomics ha thì về phần resale thì họ sẽ bán là 20% cái lượng tổng cung của cái token này nha chị nhá. rồi về resale stacking á, là cái phần thưởng để dành cho những anh em nào mà mua resale và sau đó là stacking là 25 rồi marketing là 20 phần trăm nha anh chị nha để mà có những cái chiến dịch quảng cáo đó anh chị rồi cash và Dex là 10 để họ tạo ra cái sự thanh khoản đó anh chị rồi về meme vót ecosystem là cái hệ sinh thái để mà sau này á, anh chị ơn được lãi ha, bằng cách là anh chị lấy uh, token star hoặc là những cái token meme con khác anh chị stacking ở trên Crypto All Star thì anh chị sẽ ăn được cái phần lại là 25% lượng token này thì đây là cái tốc um, token của nó thì nói chung là em thấy rằng là họ có chia ra từng cái giai đoạn từ là resale stacking cho đến tận là cái meme ecosystem đó, thì em thấy là họ đang làm một cái bước đi khá là chuẩn chỉnh ha chuẩn chỉnh cho anh chị đó về về audit cũng là cái mà chúng ta nên quan tâm nếu như chúng ta quan tâm đến dự án này thì cần phải xem qua audit thì họ đang có hai uh, cái bên audit cho họ ha đầu tiên là bên consult thì anh chị thấy rằng là cũng không có bất cứ một cái lỗi lầm gì lớn ở đây về cái phí mua ha buy fee và cũng như sell fee là bằng không phần trăm có nghĩa là khi anh chị mua bán cái dự án Star này á, thì cái token này nó sẽ không chạc cái phí ha, phí phát sinh thì nó sẽ an toàn cho anh chị ở cái bước này nó sẽ không có cái phí phát sinh đó nó là như vậy nhá rồi còn một bên nữa anh chị còn một bên kiểm duyệt nữa ở đây thì nay là solid group á, thì họ cũng audit cho dự án crypto All Star này luôn thì anh chị có thể là kéo xuống những cái phần ở dưới này nè khi mà họ kết luận anh chị đây như là về the ownership is uh, renewable uh, về cái ownership của cái con chắc cũng đã được uh, kiểm duyệt rồi nè anh chị nè về cái phần là mini token là họ có thể là min ra nhiều token hơn hay không á, thì cái con chắc đó cũng đã kiểm duyệt là không nha anh chị nha đó những cái chủ, chủ sở hữu của cái, tốc, cái chủ sở hữu của cái con chắc thì không thể min thêm token này đó và rất rất là nhiều những cái thông tin nữa ví dụ như là bên token cũng không thể bên thì họ sẽ kiểm duyệt ở đây tất cả mọi cái chi tiết hơn, chi tiết về cái đồng tốc này để anh chị xem về con chắc của nó nó có ổn hay không và khi mà cá nhân em thấy rằng là ở uh, được hai bên audit như vậy thì dự án này khá là ổn để anh chị có thể xem xét được và anh chị lưu ý là video này là video quảng cáo và anh chị hãy tự cân nhắc với cái quyết định đầu tư của mình nha anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu uh, cái dự án này đến đây thôi. Anh chị cũng có thể là follow thêm ở trên uh, Twitter nha anh chị nha. Anh chị có thể là follow thêm dự án của họ ở trên Twitter để nhận được những cái thông báo nó sớm hơn, nó nhanh chóng hơn và khi nào họ listing khi nào họ uh, có airdrop hay gì đó thì anh chị có thể là follow cái uh, Twitter là Crypto Allstar ở trên Twitter nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị em đã xem đến hết nội dung video này và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.